sự quan trọng của Thiên Chúa. Qua chung sinh, gia đình tổ phụ gia cỏ được cứu thoát, cuộc sống của dân Israel trở nên sung túc, phồn thịnh. Nhưng trái tim đầy sự ích kỷ, gân tiền, thu ghẹn của con người làm cho dân bị áp bức, bất hài, phải sống trong cảnh nô lệ, đầy khổ nhục và nước mắt. Nơi Ai Cập, họ than trách Thiên Chúa đã làm quên và bỏ rơi họ. Tình yêu lạ lùng và vô biên của Thiên Chúa một lần nữa được tỏ lộ qua việc chọn Môi-se để giải thoát dân và thất huyền họ 40 năm trong sa mạc. Qua dòng thời gian, dân Israel dần nhận ra tình yêu và sự đồng hành của Thiên Chúa. Họ nhớ lại lời hứa cứu độ và khắc khoải mong đợi ngày đợi cử thị sẽ ra tay cứu độ, giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và bất công. Xuống hồng ân sư.
chờ chi, đoàn con đang khát khao, mong chờ chi, mong chờ chi, chờ mong ngày Giáng sinh cho thế.